Xin chào các bạn, iPhone lốc trước đây chiếm được thiện cảm của người dùng nhờ vào việc là nó rất dễ để có thể fix được thành một trong máy quốc tế với SIM ghép và ICCID. Thế nhưng mà thời gian gần đây á, chúng ta có thể thấy rằng là với thế hệ iPhone 14, iPhone 15 á, thì nó khác biệt đi rất là nhiều. Nên việc để chúng ta có thể biến một chiếc máy lốc thành quốc tế nó khó khăn hơn. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, nó làm cho những chiếc máy này có mức giá rẻ hơn rất rất nhiều so với ngày xưa. Ví dụ như máy lốc ngày xưa chỉ chênh khoảng tầm 1-2 triệu thì bây giờ nó đã chênh lên tới cả chục triệu rồi các bạn ạ. Nhưng mà theo như cá nhân mình nhận thấy á, nếu như bây giờ các bạn đang có ý định mua một chiếc iPhone 15 Pro Max lốc á, thì các bạn hãy bỏ qua ý định đó đi. Bởi vì ngày xưa một chiếc iPhone thế hệ mới á, nó khác rất nhiều so với một chiếc iPhone thế hệ cũ. Còn bây giờ với thế hệ iPhone 15 như thế này thì những cái khác biệt mà nó tạo ra với một chiếc iPhone 14 Pro Max thì nó lại rất ít. Nên các bạn đừng hy sinh như vậy, các bạn hãy nên lựa chọn 14 Pro Max để có được những trải nghiệm ok hơn. Cụ thể như thế nào thì hãy cùng mình chia sẻ ngay trong video ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã đến với NT Studio, đừng quên để lại một like, một subscribe để chờ những video mới nhất đến từ mình. Trước tiên thì cứ nhìn vào mức giá đi. Bây giờ thì với mức giá của một chiếc iPhone 15 Pro Max lốc chỉ khoảng hơn 20 triệu thì ok, thấy nó rẻ đấy. Nhưng nó lại bằng giá với chính một cái chiếc iPhone 14 Pro Max phiên bản quốc tế như thế này. Đó, một chiếc máy lốc bằng giá một chiếc máy quốc tế đời trước. Thì nghe có vẻ là ok, mua máy lốc cũng được cho có những trải nghiệm mới, có một loại hình mới và có những tính năng mới đúng không? Nhưng nó mới ở những cái gì? Thứ nhất thì con iPhone 15 Pro Max nó sẽ mới hơn ở cái ngoại hình. Nhưng mà có bao nhiêu bạn mua cái con iPhone 15 Pro Max này về và dám sử dụng trần như thế này không? Nếu như các bạn nghĩ tới việc là mua về sau đó đeo ốp vào, sau đó dán cường lực vào thì tốt nhất mua 14 Pro Max. Bởi vì cầm nắm nó cũng giống như nhau mà thôi. Và khi mà nhìn vào thì nó cũng giống như nhau mà thôi. Mình thề với các bạn, bây giờ mình mà đeo cái ốp vào cho con iPhone 15 Pro Max này á, thì mọi người nhìn vào đều nghĩ nó chỉ là 14 Pro Max mà thôi. Nó không khác gì một con 14 Pro Max đâu. Nên cả về trải nghiệm cầm nắm, cả về cái ngoại hình mới, màu mới, thì các bạn cũng sẽ không khai thác được nếu như các bạn đeo ốp vào. Nên 14 Pro Max quốc tế sẽ là sự lựa chọn tối ưu và ngon hơn. Thứ hai, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn đến phần màn hình. Đối với iPhone 15 Pro Max, các bạn sẽ có một cái màn hình với viền mỏng hơn so với con iPhone 14 Pro Max. Nhưng điều đó nó cũng sẽ chỉ đến từ việc khi mà các bạn sử dụng cái chiếc iPhone 15 Pro Max không dán màn hình mà thôi. Còn nếu dán màn hình vào rồi á, thì hai con này cái viền màn hình của nó nhìn thì cũng hao hao như nhau thôi. Nó cũng chẳng có cái khác bọt gì đâu các bạn. Bên cạnh đó về những trải nghiệm khác như là độ lớn của màn hình, kích thước màn hình, độ phân giải hay là về giải màu, độ sáng, tần số quét, thì hai cái màn hình này nó cũng như nhau. Và bây giờ thì tất cả những cái tính năng liên quan đến Always On Display hay là cái màn hình Standby nó cũng như nhau. Nên lại một cái thứ nữa, hai con máy này nó trùng với nhau, các bạn cũng chẳng có lý do gì mà phải lựa chọn con 15 Pro Max lốc. Hãy lựa chọn con máy này quốc tế. Thứ ba, đó là với con iPhone 15 Pro Max á, thì nó sẽ có cấu hình ngon hơn đúng không? Đồng ý là như vậy. A17 Pro rồi chúng ta có 8GB RAM và cái bộ nhớ trong tiêu chuẩn của nó cũng sẽ là 256GB. Và đối với con iPhone 14 Pro Max này, cấu hình của nó yếu chưa? Vòng đời của nó ít chưa? Và với bộ nhớ trong của nó 128GB có đủ hay không? Và chúng ta vẫn sẽ có những sự lựa chọn 256GB. Chỉ có điều đấy là với con máy này thì nó vẫn sẽ chỉ có 6GB mà thôi. Và 6GB trên cái con 14 Pro Max thì mình vẫn khẳng định là các bạn hoàn toàn có thể dư dùng với một cái con máy chạy iOS như thế này. Nên cấu hình thì rõ ràng là một cái điểm nhỉnh hơn rõ ràng mà chúng ta có thể thấy được. Nhưng nó cũng sẽ không phải là một cái vấn đề quá lớn để cho các bạn phải đánh đổi lựa chọn một con máy lốc ở cái tầm giá trên 20 triệu. Thay đổi tiếp theo sẽ là về cụm camera, nhưng nó sẽ chỉ là một cái thay đổi rõ rệt nhất ở cái camera zoom mà thôi. Bởi vì cái con này nó sẽ có camera zoom 5x, trong cái đó thì đối với 14 Pro Max nó sẽ chỉ là camera zoom 3x. Thì nếu như các bạn muốn có một khả năng zoom tốt hơn thì bắt buộc là các bạn vẫn sẽ phải chấp nhận lựa chọn một chiếc máy lốc. Thế nhưng đứng trên góc nhìn của mình là một người reviewer và cũng như là chơi với khá nhiều người dùng iPhone nha, thì một người dùng cơ bản mình thấy họ cũng chỉ cần đến một cái camera zoom 3x là đủ thôi. Sẽ có một cái số rất rất ít cần tới camera zoom 5x. Các bạn có đồng ý với mình không ạ? Và có bao nhiêu bạn xem video này đang sử dụng những chiếc điện thoại chỉ có camera zoom quang 2x hoặc là zoom quang 3x thì comment ở phía bên dưới. Và theo các bạn thì 3x và 5x cái nào ok hơn? Mình thì mình vẫn sẽ phải khẳng định đấy là với camera 5x trên cái chiếc iPhone 15 Pro Max này này, nó mang lại cho mình một cái góc hình đặc biệt hơn và màu của nó chụp ra trong cực kỳ chi tiết, ấn tượng cực kỳ. Các bạn có thể xem một vài những bức ảnh mà mình trình chiếu lên cho các bạn xem. Nhưng quan trọng một điều đấy là
các bạn có thực sự cần tới camera 5x hay là không? Đó, các bạn có quen với việc là sử dụng một cái camera zoom 5x để có thể chụp được những cái cảnh nó theo một cái bố cục đẹp nhất định hay là không? Thì đấy, các bạn vẫn cần phải suy nghĩ. Còn đối với mình nhá, việc hy sinh lựa chọn một cái chiếc máy lốc để có camera 5x thì nó hơi ấy, nên là tốt nhất là các bạn cứ lựa chọn 14 Pro Max đi. 3x là cũng đã quá đủ để cho các bạn có thể zoom tới một cái vị trí gần hơn. Bên cạnh đó thì camera chính của hai con máy này khi mà mình chụp hình á thì màu sắc cũng như tối ưu chi tiết của nó là tương đồng như nhau. Thế nên là các bạn cũng sẽ không cần phải suy nghĩ quá nhiều đấy là lựa chọn cái chiếc máy nào để có cụm camera tốt hơn. Camera chính và camera ultra wide của hai con này đều là 1.9-1.10 mà thôi. Bên cạnh đó thì đối với 15 Pro Max thì nó cũng sẽ nhỉnh hơn ở cái tính năng quay lốc, và quay lốc thì nó như thế nào, nó có phù hợp với một người dùng phổ thông hay không thì theo như góc nhìn của mình thì nó không phù hợp với một người dùng phổ thông. Thế nên các bạn cũng không cần phải quan tâm đến cái vấn đề này nhá. Trên con này thì cũng đã có quay lốc rồi nhưng mà quay lốc của nó sẽ yếu hơn một chút so với con 15 Pro Max mà thôi. Cuối cùng thì sẽ là cái lợi ích về cổng sạc khi mà chúng ta có cổng USB Type-C trên chiếc iPhone 15 Pro Max này. Nếu như các bạn có cổng C thì ok, tất nhiên chúng ta sẽ tiện hơn trong cái việc là đi ra ngoài chỉ với một sợi cáp để có thể đồng bộ hóa tất cả những thiết bị mà các bạn đang dùng. Nhưng nếu như cái việc mà chỉ vì mang một sợi cáp với mang hai sợi cáp để đánh đổi một chiếc máy lốc thì mình thấy nó cũng chẳng đáng. Các bạn cứ tổng hợp lại nhá, ngoại hình không quá khác biệt. Nếu như các bạn đeo ốp vào ấy, thì nó thực sự là không có gì khác biệt. Màn hình trải nghiệm tương tự, rồi cấu hình thì nhỉnh hơn cũng không nhiều lắm, rồi cho tới cụm camera khác biệt cũng không nhiều lắm. Mỗi thứ nó sẽ chỉ nhỉnh hơn từ 0.5 cho tới 1 điểm thôi, thì nó sẽ không phải là một cái vấn đề lớn để cho các bạn sẽ phải bỏ qua chiếc iPhone 14 Pro Max quốc tế như thế này và đi lựa chọn một chiếc máy lốc. Và máy lốc bây giờ thì các bạn sẽ thấy rằng là cũng đã có những cách để có thể gắn SIM vào, nhưng điểm chung của những cách này đó là các bạn đều vẫn phải tháo máy ra để can thiệp vào bên trong. Có cách thì sẽ phải CNC cái lỗ để tạo cái chấu tiếp xúc, rồi có cách thì sẽ cấy một cái con chip vào bên trong máy để có thể nhận SIM thông qua một cái thiết bị ở bên ngoài. Thì đó, trên cái quan điểm của mình, một là bây giờ các bạn sẽ mua những cái chiếc máy quốc tế chấp nhận trả góp thêm, hai đó là chúng ta mua những cái chiếc máy thấp hơn một đời, ví dụ như iPhone 14 Pro Max, những cái trải nghiệm hoàn toàn là không chênh lệch quá 20%. Theo các bạn thì ở cái phân khúc tầm giá trên 20 triệu này, iPhone 14 Pro Max có xứng đáng lựa chọn hơn một chiếc iPhone 15 Pro Max lốc hay là không? Hãy comment để lại ý kiến của các bạn phía bên dưới phần luận của video. Video của mình thì dừng lại tại đây. Các bạn click đừng quên để like, share và subscribe kênh YouTube của NT Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.